Những bức thư của bệnh nhân thể hiện tấm lòng biết ơn đối với các y bác sĩ, những ân nhân của mình. Đó là động lực tinh thần để các y bác sĩ tiếp tục cống hiến, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho bệnh nhân. Chị Nguyễn Thị Sĩ, sinh năm 1972 ở Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh cho biết, khi đến với bệnh viện tỉnh khám, các bác sĩ kết luận khả năng đến 90% là tôi mắc ung thư tuyến giáp. Lúc đó, tôi cảm giác như trời đất sụp đổ, bởi nghe đến ung thư là có những sự cảm xấu rồi, để chắc chắn hơn, chị sĩ đã cùng gia đình đến bệnh viện Bạch Mai để khám lại và được kết luận chính xác là chị đã mắc ung thư tuyến giáp. Chị sĩ nhớ lại, bác sĩ lương gặp tôi và cho biết, bệnh của tôi hoàn toàn có thể điều trị được. Chỉ cần phẫu thuật là tiên lượng sức khỏe sẽ hồi phục gần như 100%. Đang chán nản đến cùng cực thì những lời tư vấn của bác sĩ lương như cứu rỗi tâm hồn tôi. Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, cáng xe đẩy ra, chị tỉnh mà chưa tin rằng ca mổ đã thành công sau ca mổ, chị được bác sĩ Lương và các y bác sĩ thuộc khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Bình Mai chăm sóc tận tình. Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh, khoa Thần kinh, bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chúng tôi mới hiểu rằng lời cảm ơn của bệnh nhân đôi khi trở thành liều thần dược vô giá đối với những y bác sĩ đang cố gắng nỗ lực từng giờ vì sức khỏe của người bệnh. Bác sĩ Hữu Khánh chia sẻ, năm vừa qua, chúng tôi đối mặt với lượng bệnh nhân đông và áp lực lớn so với những năm trước. Nhiều bệnh nhân bị di chứng hậu Covid-19 liên quan đến hệ thần kinh đi kèm với dịch xuất xuất huyết đang lan rộng nên có một số khó khăn nhất định cho ngành thần kinh chúng tôi. Tỷ lệ trầm cảm lo âu cũng tăng hơn phần vì có nguyên nhân hậu Covid-19. Có khá nhiều ca bệnh chuyển biến nặng đến mức có ý định tự tử hoặc lo âu nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc thì họ mới chịu đi khám. Bác sĩ Hữu Khánh cho biết, về trường hợp của bệnh nhân T, 36 tuổi, làm nghề thợ hồ trong vòng một tháng, bệnh tình của anh Tê diễn tiến dần từ động kinh chưa rõ nguyên nhân thành động kinh kháng trị, rồi đến chi giác lú lẫn, nói sảng, cử động vô ý. Bác sĩ Hữu Khánh chia sẻ, chúng tôi hội trần xác định anh bị viêm não tự miễn, một bệnh rất hiến gặp và chưa có phác đồ điều trị chuẩn theo quốc tế hay bộ y tế. Lần mò theo sách vở, điều trị theo các ý kiến của chuyên gia nước ngoài đã viết, chúng tôi sử dụng từ corticoid liều cao đến globulin miễn dịch. Nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh và vẫn còn giật nhiều. Chi phí cũng đã đội lên hơn 200 triệu đồng, chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân để anh Tê có thêm chi phí thay huyết tương, tiếp tục khoảng 150 triệu đồng. Sau hai tuần điều trị, chỉ giác của anh vẫn chưa cải thiện, chúng tôi mong chờ phép màu. Và rồi một tuần sau đó, anh Tê đã tự nói được vài từ, rồi bớt cơn giật, bớt nhai vô cớ, tỉnh táo hơn. Sau gần 3 tháng điều trị, anh ấy đã được xuất viện chúng tôi nghe được lời nói đầu tiên của anh T, đó là cảm ơn các bác sĩ. Lời cảm ơn của một bệnh nhân vừa thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến chúng tôi vỡ hòa xúc cảm. Đối với bệnh nhân vừa thoát khỏi cửa tử, mỗi lời nói đầu tiên đều là những xúc cảm nhất định mà họ muốn trao gửi. Bao năm trong nghề, trải qua nhiều tình huống đặc biệt, nhưng khi nghe những lời cảm ơn như thế, mệt mỏi bỗng nhiên tan biến. Tôi và các y bác sĩ như vỡ hòa trong cảm giác hạnh phúc để thêm một lần nữa hiểu rằng chúng tôi cùng biết bao y bác sĩ trên khắp cả nước đang cùng mang trong mình một sứ mệnh vô cùng đặc biệt mỗi nghề đều có những nỗi vui buồn sướng khổ riêng nhưng đối với nghề y niềm vui của thầy thuốc là khi những ca bệnh nan y được cứu chữa thành công là khi giành lại được sự sống cho người bệnh từ lưỡi hái tử thần và cả khi người bệnh hiểu được những nỗ lực hy sinh của thầy thuốc qua những tâm tình trao gửi lại đó là những cái bắt tay thật chặt là những lời cảm ơn chân thành của người bệnh và đặc biệt là những bức thư tay ở huyện miền núi biên giới phía Tây tỉnh Quảng Bình, những y bác sĩ của bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cũng đón nhận được nhiều tình cảm của bệnh nhân. Họ vẫn luôn trân trọng và lưu giữ những bức thư tay cảm ơn của bệnh nhân gửi tới cán bộ, nhân viên của bệnh viện. Đầu năm 2022, bệnh nhân Đinh Thị Nhàn 67 tuổi được đưa đến bệnh viện điều trị do mắc COVID-19. Tuổi cao, có bệnh nền tăng huyết áp, bà Nhàn không khỏi hoang mang, lo lắng. Hiểu tâm lý người bệnh, các y bác sĩ và nhân viên y tế đã động viên chăm sóc tận tình cho bà Nhàn cùng với những bệnh nhân khác. Sau gần nửa tháng điều trị, bà Nhàn đã khỏi bệnh và được xuất viện. Bác sĩ Đinh Thị Quang, trưởng khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa vẫn nhớ. Hình ảnh bà Nhàn tra lá thư được viết bằng đôi tay run run gửi cho các bác sĩ. Thư viết, tôi là Đinh Thị Nhàn, tổ dân phố số 6, thị trấn Quy Đạt, lầm bệnh COVID-19. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ và cán bộ nhân viên trong khoa đã tận tình cứu chữa cho tôi, tai qua nạn khỏi, được trở về nhà. Còn cháu chắt của chúng tôi cũng rất vui mừng và hạnh phúc. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Đối với bác sĩ Đinh Thị Quang, công tác tại cơ sở y tế huyện nghèo vùng biên, công việc và cuộc sống cũng gặp không ít khó khăn. Bệnh nhân đa số có gia cảnh nghèo khó, đường xá đi lại vào các thôn bản ở xã biên giới thì lại vô cùng khó khăn. Để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, cần có sự vượt khó của cả người bệnh và y bác sĩ. Cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền để chăm lo cho cuộc sống của gia đình, với đam mê, trách nhiệm với nghề, với người bệnh, bác sĩ Quang cùng nhiều đồng nghiệp vẫn luôn nỗ lực cống hiến, tin tưởng vào sự thay đổi và phát triển của đơn vị và ngành y tế.